con gái Võ Hà Trâm ngồi chống tay xem mẹ chơi bầu cua. Lắc bầu cua hay bầu cua tôm cá là trò chơi dân gian phổ biến của người Việt, thường được chơi vào dịp Tết Nguyên Đán. Sáng mùng 3, bốn chị em Võ Hà Trâm quay quần mừng tuổi bố mẹ, rủ nhau chơi nhằm khuấy động không khí. Con gái cô thấy lạ lẫm với hoạt động này nên nhìn không chớp mắt. Bé bắt chước dáng ngồi của mẹ, mặt đăm chiêu khiến mọi người bật cười. Muôn chưa hiểu luật chơi nhưng hễ thấy mẹ hò reo là phấn khích theo. Cô nhóc chịu ngồi yên rất lâu, không chạy nhảy để mọi người thoải mái chơi. Con gái Võ Hà Trâm được khen đáng yêu. Ra dáng con gái Việt Nam khi mặc quần lụa, áo dài. Cô bé càng lớn càng giống bố nhưng vẫn nhiều nét Việt. Trước đó, Muôn được mẹ dạy chúc Tết ông bà và nhận lì xì. Bố đẻ Võ Hà Trâm, áo vàng, tu tại một ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh, về sum họp con cháu trong ngày Tết. Bé Muôn khoe với bố phong bao lì xì. Cô nhóc được nhận xét như bản sao của chồng Võ Hà Trâm, doanh nhân Vikas Chaudhahia. Trước khi cưới vợ Việt, Vikas nhiều lần đón năm mới ở thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng thường đưa bà xã và con gái về Ấn Độ ăn Tết Diwali của đất nước mình. Võ Hà Trâm nhắn nhít chơi đùa với con gái. Võ Hà Trâm cho biết Tết ở gia đình cô thường đơn giản, ấm cúng. Trước Tết, vợ chồng nữ ca sĩ chỉ dọn nhà, không bày biện cầu kỳ mà dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng không khí đoàn viên. Từ mùng 1, các chị em cô đưa chồng con về nhà bố mẹ cùng ăn cơm, trò chuyện, mừng tuổi nhau. Sau đó, đại gia đình đi chùa cầu an, chụp ảnh kỷ niệm. Bố mẹ Võ Hà Trâm bên đàn con cháu đông đúng trong ngày đầu năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.